Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay Kính thưa tất cả quý vị Ở trong cái bài kinh ngắn giảng ở tại xóm ngựa Ở trong kinh Trung Bộ số 40 Đức Phật đã chỉ ra cái con đường chân chánh của một vị sa môn Đó chính là không chỉ chúng ta tu khổ hạnh trên cái phương diện ở bề ngoài mà còn cần phải tịnh hóa cái nội tâm của chúng ta để cho nó không còn bị ô nhiễm. Khi mà chúng ta tu tập thì những cái mẫu mã kiểu cách bóng dáng bề ngoài dựa trên những cái phương diện ăn mặc ngủ ở vân vân Những cái phương diện này chúng ta cần phải tiết dục tức là ít muốn đó. Ngoài cái việc đó rồi đó thì chúng ta cần phải chú ý tới những yếu tố bên trong để mà đoạn từ sự ô nhiễm ô nhiễm ở đây dựa trên tham dục nè sân hận nè phẫn nộ nè thù hằn nè những cái tật đố nè mang trá nè xảo huyệt nè vân vân và những yếu tố mang tính chất tà kiến ở trong lòng của chúng ta cũng tương tự và khi nào vị này đã tu tập được như thế thì cái tâm từ của họ sẽ bủa khắp muôn nơi và không đâu là không có thể phủ được chính vì lẽ đó mà vị ấy có thể chứng tri được ngay trong hiện tại này với cái tâm giải thoát tuệ giải thoát và khi đã đến đó thì vị ấy đã tự mình chứng ngay trong cái cuộc đời hiện tại này với cái tâm giải thoát tuệ giải thoát và thành bậc sa môn chân chánh Thưa tất cả đại chúng, qua cái bài kinh ngắn mà Đức Thế Tôn giảng ở tại xóm ngựa ở trong kinh Trung Bộ số 40, chúng ta thấy được là tu cái mẫu mã bóng dáng bên ngoài đó, đương nhiên là nó cũng cần thiết. Tại vì mình không có tu yếu tố bên ngoài kia, thì mình sẽ để cho những cái dục lạc của giác quan nó chi phối và làm cho chúng ta bị chạy theo những dục lạc giác quan đó. Thì cái đó cũng là một trong những chướng ngăn thánh đạo. Và quan trọng hơn nữa đó chính là tu ở bên trong để cho những cái tham sân si, mạng nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến là 10 cái căn bản kiết sử phiền não là nguyên nhân của hạt giống khổ đau lôi kéo chúng ta vào ở trong cuộc đời sinh tử vô tận. Cái này là cái quan trọng hơn để cho mình có thể chuyển hóa được và người nào có thể tự thân của mình tu tập được những giá trị ở bên trong, gột rửa cho hết được những tham sân si, muộn phiền của đời sống và hiện tại bây giờ trong thân phận này để chúng ta tu tập gột rửa được những cái phiền não nhiễm ô từ ở bên trong để cho nó không còn mang lại sự tác hại cho mình và cho người thì đó mới là con đường tu tập đích thực và người nào vừa tu tập yếu tố bên ngoài vừa hoàn thiện tự thân của mình từ những giá trị ở bên trong thì người đó hiện đời này đã là bậc trượng phu đạt được tâm giải thoát tuệ giải thoát thì người đó sẽ thành tựu được quả vị ngay trong cuộc đời này mà không chờ đợi bất cứ một cuộc đời nào khác nữa đây là điều mà tất cả chúng ta cần phải tri nhận như thật ở trong cuộc đời của mình ngay hiện tại này. Nếu như chúng ta rời xa những cái sự tu tập ở bên trong mà chỉ lao vào tu tập trên phương diện mẫu mã kiểu cách bóng dáng hình hài, thì sự tu tập này vẫn không mang lại một cái kết quả đích thực trên con đường tái sinh vô tận. Bởi vì cái hạt giống dẫu cho nó có lấm lem ở phía bên ngoài, nhưng mà ở bên trong của nó tròn đủ cái chất thánh thiện thì nhân duyên đầy đủ, nó cũng có thể nở hoa thánh thiện, còn nếu như ở bên ngoài nó sạch sẽ nhưng ở bên trong nó chứa chất những sự nhiễm ô hoặc là không có hạt giống của sự thánh thiện, mà chỉ có hạt giống của sự tái sinh khổ lụy thì chúng ta không có cơ hội để bước trên con đường của Bậc Thánh ở đời này và đời sau. Chính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc cho tất cả quý vị và gia đình luôn an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật